Máy bay chiến đấu của Trung Quốc đánh chặn tàu giám sát của Australia. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Australia cho biết, hôm nay, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đánh chặn một máy bay giám sát quân sự của Australia ở khu vực Biển Đông. Trước đó, ngày 26 tháng 5, máy bay giám sát hàng hải P-8 của Không quân Hoàng gia Australia cũng đã bị một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đánh chặn trong hoạt động giám sát hàng hải thường lệ trên không, bộ phận quốc tế trong khu vực. Bộ Quốc phòng cho biết, Thủ tướng của Australia nói với các phóng viên của rằng họ lo ngại về một cuộc điều động nguy hiểm đe dọa an toàn cho máy bay T-8 và phi hành đoàn. Gần đây, mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc tìm kiếm một thỏa thuận an ninh khu vực với các quốc đảo Thái Bình Dương. Vào tháng 2, Trung Quốc và Australia đã tranh cãi gay gắt về một sự cố. Trong đó, Australia cho biết một trong những máy bay tuần tra hàng hải của họ đã phát hiện ra tia laser hướng vào mình từ một tàu hải quân của quân đội giải phóng nhân dân.